Thần tài báo tin vui, Tân Sửu năm 1961, ngay ngày mai nghe thấy ý trời bứt phá sau lên. Hoan hỉ chào đón sự hiện diện của quý vị khán thính giả trong video bói mệnh tháng mới nhất trên kênh Phong Thủy Phát Tài. Quý vị thân mến ạ, nếu không biết ơn thì dù tài giỏi mấy cũng khó thành công. Nếu bạn không biết hành động thì dù bạn có thông minh đến đâu cũng không thể thực hiện được ước mơ của mình. Nếu không biết tích lũy thì dù bạn có kiếm nhiều tiền đến đâu cũng sẽ khó giàu sang. Nếu bạn không biết hài lòng thì dù bạn có giàu có đến mấy, bạn cũng sẽ không có được hạnh phúc. Nếu không biết giữ gìn sức khỏe thì sau khi điều trị bệnh cũng khó có thể sống lâu. Trong video ngày hôm nay, Phong Thủy Phát Tài sẽ giúp mệnh chủ tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 vén bức màn duyên nghiệp để bói mệnh mình ngày mai. Liệu những biến động gì sẽ ập tới, họa phúc ra sao? Mời quý vị cùng like và đăng ký kênh để chúng ta có thể đi tìm hiểu nội dung chính ngay sau đây quý vị nhé. Thần tài báo tin vui Tân Sửu 1961, ngày mai nghe thấy ý trời bứt phá giàu lên. Bước sang ngày mai, người tuổi Tân Sửu phải chịu những tác động bất lợi khá rõ trong vận trình của mình do cục diện phá thái tuế gây ra. Sóng gió có thể ập tới bất cứ lúc nào, nếu không có sự chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, bạn có thể sẽ trở tay không kịp. Công việc đầy rẫy khó khăn, việc mới, việc cũ chồng chất, hệ thống công việc mà bạn vốn xây dựng cũng có được vận hành nhuần nhuyễn vì đủ loại nguyên do, cả khách quan lẫn chủ quan. Đây không phải là thời điểm thích hợp để bản mệnh tiến hành những kế hoạch lớn của mình, bởi có rất nhiều nguy cơ tiềm ẩn. Bạn cũng sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt, không chỉ từ đối thủ mà còn ở ngay cả đồng nghiệp bên cạnh. Tài lộc trong ngày mai không tốt cho lắm, cũng bởi sự nghiệp sa sút ảnh hưởng nhất định tới thu nhập. Nguồn thu từ công việc chính có phần bấp bênh khiến bạn không yên tâm, nóng lòng muốn tìm cách cải thiện. Dù vậy cũng chớ nên vội vàng làm ăn khuất tất mà tự hại mình. Kinh doanh buôn bán quan trọng nhất là gặp thời, vận khí giảm sút nên không có lợi cho làm ăn lớn, dễ gặp vấn đề về giấy tờ pháp lý. Bù lại ngày mai có sao thái âm trợ đào hoa xuất hiện, nhờ thế mà đường gia đạo có phần hanh thông thuận lợi hơn. Về phương diện sức khỏe, tuy tình hình không có gì đáng lo ngại cho lắm, nhưng tuổi Tân Sửu cũng cần chú ý chăm sóc sức khỏe tinh thần hơn. Công việc bận rộn lại thường xuyên gặp áp lực có thể khiến bạn gặp tình trạng căng thẳng. Bạn nên chăm chỉ rèn luyện thể dục thể thao để tăng cường sức đề kháng cũng như giải tỏa tâm trạng. Sau đây là những luận giải chi tiết. 1. Tử vi sự nghiệp. Xem tử vi ngày mai tuổi Tân Sửu âm lịch, người tuổi Tân Sửu nếu đang tìm kiếm cơ hội thăng tiến thì rất tiếc, ngày mai vẫn chưa có cơ hội tìm đến với bạn. Chẳng những vậy, những khó khăn dồn đến khiến bạn chịu nhiều áp lực. Cục diện tương phá án ngữ khiến vận trình sự nghiệp ảm đạm. Dù con giáp này đã cố gắng rất nhiều, nhưng cũng khó tìm được cơ hội để khẳng định bản thân. Không phải bạn không có năng lực, song trong ngày mai có nhiều trở ngại, tiểu nhân vận rình rập, ngăn cản những bước phát triển của Tân Sửu. Quá trình làm việc gặp nhiều bất lợi, khối lượng công việc dồn đến khi việc cũ việc mới chất chồng. Vốn là con giáp làm việc có nguyên tắc riêng, nhưng hệ thống mà bạn vốn xây dựng cũng có được vận hành nhuần nhuyễn vì đủ loại nguyên do, cả khách quan lẫn chủ quan. Ngày mai còn có thêm thương quan ảnh hưởng. Đây không phải là thời điểm thích hợp để bản mệnh tiến hành những kế hoạch lớn của mình, bởi có thể rất nhiều nguy cơ tiềm ẩn. Bạn cũng sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt, không chỉ từ đối thủ mà còn ở ngay cả đồng nghiệp bên cạnh. Sóng gió có thể ập tới bất cứ lúc nào, nếu không có sự chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, bạn có thể sẽ trở tay không kịp. Nhất là trong những mối quan hệ nơi công sở, bạn chớ nên chia sẻ bí mật công việc quá dễ dàng, kẻo nó có thể trở thành điều bất lợi với bạn. Khi cơ hội được trao đi như nhau, ngay cả những đồng nghiệp thân thiết cũng có thể trở thành đối thủ. Bạn nên cố gắng giữ khoảng cách hợp lý để tự bảo vệ bản thân. Điểm sáng là có sự xuất hiện của thái âm mang tới điềm báo quý nhân của bạn trong ngày mai, đa phần là nữ mệnh, có thể là trưởng bối trong nhà, cấp trên, khách hàng, bạn bè. Bạn có thể phải chú ý hơn những đối tượng như vậy trong cuộc sống thường ngày và lắng nghe những góp ý của người thân thiết, biết đâu sẽ rất hữu dụng ở thời điểm này. Ngày mai mới mang tới rất nhiều thách thức, tuy nhiên bạn cũng đừng nên quá lo lắng. Hãy coi như đây là cơ hội để rèn giũa bản lĩnh,
và khả năng thích nghi của mình. Nguyệt lệnh Lâm Dưỡng ẩn tàng những tín hiệu tích cực nhất định. Chỉ cần không đầu hàng trước sóng gió, luôn nỗ lực vươn về phía trước, bạn hoàn toàn có khả năng xoay chuyển tình thế. 2. Tử vi tài lộc. Tử vi ngày mai của 12 con giáp âm lịch cho biết, tài lộc của Sửu cũng không được lý tưởng như mong muốn, cũng bởi sự nghiệp sa sút ảnh hưởng nhất định tới thu nhập của bạn. Tương phá khiến các mối quan hệ làm ăn gặp nhiều trục trặc. Những người làm trong lĩnh vực kinh doanh, tiếp thị khách hàng sẽ chịu tác động mạnh mẽ nhất. Những hợp đồng khó được ký kết suôn sẻ, thậm chí còn xảy ra tình trạng bị đối thủ cướp đoạt mối làm ăn hoặc giở trò chơi xấu, hạ bệ danh tiếng. Nguồn thu từ công việc chính có phần bấp bênh khiến bạn không yên tâm, nóng lòng muốn tìm cách cải thiện. Dù vậy cũng chớ nên vội vàng, làm ăn khuất tất mà tự hại mình. Kinh doanh buôn bán quan trọng nhất là gặp thời. Nếu hiện tại gặp khó khăn thì nên kiên trì làm việc chăm chỉ. Tới đúng thời điểm, vận khí ăn sẽ phất lên. Ngày mai này vận khí giảm sút nên không có lợi cho làm ăn lớn, dễ gặp vấn đề về giấy tờ pháp lý. Bạn tốt nhất nên làm mọi việc trong khả năng, duy trì quy mô vừa phải để có thể kiểm soát trong mọi tình huống, thay vì làm ồ ạt, tham cái lợi trước mắt sẽ có nguy cơ ngã đau. Con giáp này còn đang phải đối mặt với nhiều khoản chi phí phát sinh, dù không muốn lạm chi nhưng chẳng thể nào không bỏ tiền ra. Những vấn đề về sinh hoạt thường ngày không thể thay đổi, nhưng bạn có thể tập trung vào tích lũy nhiều hơn để luôn có khoản dự phòng cho bản thân. Đừng làm được bao nhiêu lại tiêu hết bấy nhiêu. Nguyệt lệnh Lâm đất dưỡng có thể coi là một tín hiệu tích cực, báo hiệu những khởi sang sắp tới, tuy nhiên còn khá yếu ớt, cần có thời gian phấn đấu dần dần, chớ nóng vội kẻo hỏng việc. Bản mệnh làm gì cũng nên thận trọng và dồn nhiều tâm huyết, thu nhập sẽ dần có sự cải thiện. 3. Tử vi gia đạo. Sau những sóng gió trong sự nghiệp và tài lộc, tử vi ngày mai của tuổi Tân Sửu âm lịch lại báo hiệu những tín hiệu tích cực về phương diện tình cảm, như một sự bù đắp tinh thần ít nhiều cho bản mệnh. Gia đạo an yên, vợ chồng con cái không xảy ra mâu thuẫn nào quá gay gắt, có chăng chỉ là chút xung đột nhẹ, mau chóng được giải quyết triệt để. Mối quan hệ nhờ vậy càng được củng cố chắc chắn hơn. 4. Tử vi sức khỏe. Theo dõi tử vi ngày mai, tuổi Tân Sửu âm lịch, sức khỏe của tuổi Tân Sửu không có gì đáng ngại, bệnh nặng không có, thể trạng vẫn duy trì chỉ số ổn định. Tuy nhiên, bạn có thể gặp một vài triệu chứng khó chịu do lo nghĩ về công việc. Thời gian này vì áp lực công việc mà bản mệnh dễ bị mất ngủ, ngủ không ngon giấc. Để cải thiện vấn đề này, ban ngày bản mệnh nên vận động nhiều hơn, buổi tối mới có thể ngủ ngon giấc hơn. Bên cạnh đó, bạn cũng cần chú ý chăm sóc sức khỏe tinh thần hơn. Công việc tuy bận rộn lại thường xuyên gặp áp lực, có thể khiến bạn gặp tình trạng căng thẳng. Nhưng chỉ cần suy nghĩ lạc quan hơn, tự tin thì mọi chuyện mới suôn sẻ thuận lợi. Đừng tự tạo thêm áp lực cho mình. Khẩu quyết: chịu nhiều áp lực do khó khăn dồn đến, ít có cơ hội để khẳng định bản thân. Quý nhân: Tỵ, Dậu; tiểu nhân: Mùi, Ngọ; màu sắc may mắn: vàng, cà phê; số may mắn: 23, 45. Thưa quý vị, để nắm rõ vận khí của mình và đưa ra các kế hoạch quan trọng trong năm nay, mời quý vị hãy cùng nghe phần luận đoán các tháng còn lại trong năm của mình sẽ có vận hạn ra sao ngay sau đây nhé. Đầu tiên là tháng 3 âm lịch. Tử vi tháng 3 năm 2024 tuổi Tân Sửu âm lịch. Nguyệt lệnh dưỡng là cát lợi cho con giáp tuổi Tân Sửu ở khía cạnh công việc. Có thể bạn được hỗ trợ rất nhiều để đạt được những mục tiêu cao hơn trên con đường sự nghiệp. Tuy nhiên, vấn đề nội lực của bạn cũng đóng vai trò quan trọng, chứ không đơn giản là chỉ dựa vào vận may hay cơ hội bên ngoài. Bản mệnh là người cực kỳ tinh ý, chỉ cần nghe một từ khóa quan trọng nào đó là bạn đã có thể khai thác được vấn đề, tha hồ sáng tạo với những ý tưởng hay ho từ đó. Nhờ thế mà tháng mới bạn gặt hái được không ít thành công trước sự ngỡ ngàng của mọi người xung quanh. Kiếp tài xuất hiện, dự báo có những ý kiến trái chiều về cuộc sống hay công việc của bạn. Thực tế là bạn có cố gắng làm tốt từ cỡ nào cũng có người không thích, không hài lòng, thậm chí ghen tị. Vậy nên mới có chuyện nói xấu sau lưng. Vì thế tháng này đừng vì những chuyện không như ý mà giận cá chém thớt, gây ảnh hưởng tiêu cực tới cả những người thực lòng yêu thương và quan tâm tới mình.
Còn gian tuổi Tân Sửu chân thành, giao tiếp cởi mở nên được nhiều người yêu mến giúp đỡ, nhất là tháng mới có nguyệt lệnh dưỡng, tạo điều kiện cho con giáp tuổi Tân Sửu có điều kiện để phát triển mạnh mẽ. Ngoài ra, thái âm cát tinh hỗ trợ cho vận trình gia sự của mệnh chủ là nữ giới. Những lo lắng trong vấn đề gia sự của bạn có thể được tháo gỡ nhanh chóng trong tháng. Khẩu quyết: nên quan tâm tới yếu tố thời gian quy định và thích nghi với hoàn cảnh ngay khi có thể. Quý nhân: Tí, Sửu; tiểu nhân: Dần, Thân. Màu sắc may mắn: tím, trắng. Số may mắn: 34, 56. Tiếp theo là tháng 4. Tháng 4 năm 2024 âm lịch được coi là một tháng hứa hẹn với nhiều điều bất ngờ với người tuổi Tân Sửu. Dù vẫn tồn tại những khó khăn nhất định, nhưng nhờ có sự hỗ trợ của vận khí nên tình hình không quá cam go. Tuổi này vẫn đủ khả năng để xoay chuyển tình thế. Được tam hợp thái tuế che chở, tử vi tháng 4 năm 2024 tuổi Tân Sửu âm lịch dự báo con giáp này có nhiều hậu thuẫn từ quý nhân, đi đâu cũng được người yêu kẻ mến, bản tính trung thực và chăm chỉ cũng giúp bạn tự tạo ra cơ hội phát triển, gặt hái nhiều thành tựu đáng nể bằng chính đôi bàn tay của mình. Công việc tiến triển, môi trường làm việc hài hòa hơn nhờ có người giúp đỡ, bạn có thể tập trung hoàn toàn vào nhiệm vụ của mình. Hiệu quả công việc cũng nhờ thế mà tăng lên đáng kể. Đây chính là cơ hội để bản mệnh khẳng định năng lực. Nếu có được giao trọng trách thì cũng đừng nề hà mà hãy sẵn sàng cho mọi tình huống. Tài chính vượng về thứ tài, nguồn chính tài cũng không có gì phải lo lắng khi công việc phát triển ổn định, mang tới cho bạn thu nhập đều đặn. Nếu bạn đang ấp ủ tham vọng gì thì tháng này có thể tiến hành được rồi, bởi sẽ có người hỗ trợ nhiệt tình về vấn đề tiền bạc. Tuy nhiên, bạn vẫn nên tính toán tới rủi ro có thể gặp phải, đặc biệt là những cạnh tranh từ đối thủ. Tháng này giả sử có nhiều biến động, các cặp vợ chồng nên bao dung và quan tâm nhiều hơn đến bạn đời của mình. Đồng thời cần có sự chia sẻ công việc nhà và vấn đề nuôi dạy con cái để giữ gìn hạnh phúc hôn nhân. Sức khỏe không gặp phải trở ngại nào lớn, bạn chỉ cần chú ý dưỡng sinh qua đường ăn uống và luyện tập thể thao đều đặn, sẽ không có bất cứ vấn đề nghiêm trọng nào xảy ra. Khẩu quyết: thứ tài nhỉnh hơn chính tài, kinh doanh buôn bán có lộc. Quý nhân: Tí, Tỵ; tiểu nhân: Tuất, Ngọ. Màu sắc may mắn: đen, đỏ. Số may mắn: 52, 67. Tiếp theo là tháng 5. Tháng 5 năm 2024 âm lịch là khoảng thời gian tốt xấu đan xen đối với người tuổi Sửu. Mọi việc tiến triển theo chiều hướng tốt hoặc xấu chủ yếu là do thái độ của bản mệnh khi đối diện và giải quyết các tình huống bất ngờ. Tương hại giáng họa, con giáp này thường xuyên mất kiên nhẫn, hành xử thất thường, khiến mọi người xung quanh khó hiểu. Bạn nên thể hiện rõ ràng mong muốn hoặc ý định của mình cho người khác cùng biết, đặc biệt là khi bắt tay vào làm công việc nhóm. Như vậy thì các nhiệm vụ được giao mới có thể hoàn thành trôi chảy. Tình hình tài chính cũng chưa có nhiều biến động rõ rệt. Bạn có thể là người chăm chỉ và cẩn thận đấy. Song phương thức kiếm tiền của bạn có thể đã quá cũ kỹ, lối mòn nên không còn thu hút được lượng khách dồi dào như dự kiến. Có lẽ bạn nên dành thời gian để học thêm các kỹ năng, đồng thời tham khảo cách làm của mọi người xung quanh nhiều hơn, chớ nên cứng đầu cứng cổ. May mắn gia sự lại là điểm sáng trong vận trình của bản mệnh. Bạn nhận được sự quan tâm, chăm sóc của người thân, nên khi về đến nhà, mọi phiền não cũng đã tan biến rất nhiều. Người nhà cũng tạo thêm động lực cho bạn đối diện với khó khăn, không buông xuôi, đầu hàng nghịch cảnh. Số may mắn: 52, 68. Tiếp theo là tháng 6. Bước sang tháng 6 năm 2024, người tuổi Tân Sửu khó mà có những giây phút thảnh thơi khi gần như trong suốt cả tháng này, bản mệnh thường sẽ phải căng thẳng đầu óc để xử lý những rắc rối khó khăn do hung vận quá lớn gây ra. Cục diện tương xung án ngữ là nguyên nhân chính khiến công việc của Sửu đối mặt với nhiều mối trở lực. Các mối quan hệ xã giao trở nên bất ổn, điều tiếng thị phi bủa vây khiến uy tín của con giáp này bị ảnh hưởng ít nhiều. Tuy nhiên, bạn không nên nóng lòng chứng minh bất cứ điều gì, kẻo càng mua dây buộc mình. Hãy cứ giữ bình tĩnh và làm việc đúng bổn phận, chất lượng công việc sẽ chứng minh tất cả. Công việc không như ý, kéo theo tài chính cũng có phần eo hẹp. Bản mệnh Sửu vẫn chưa thể đạt được mục tiêu dự kiến. Vì thế mà nguồn thu lương thưởng cũng bị giảm hẳn,
chỉ đủ để chi tiêu những khoản sinh hoạt phí bắt buộc. Cuộc sống rất dễ rơi vào tình trạng bế tắc nếu bạn không tiết kiệm hơn. Đầu tư kinh doanh có thể vấp phải chiêu trò chơi xấu của đối thủ hay tiểu nhân, khiến bạn sẽ gặp nhiều khó khăn trong mong muốn nâng cao thu nhập cho mình. Có dấu hiệu nghi ngờ, hoài nghi trong gia sự. Nếu cả hai đều cố chấp, không chịu nhượng bộ, cứ chuyện bé xé ra to thì đôi bên xung đột còn nghiêm trọng hơn. Gia sự cũng khó mà hàn gắn. Sức khỏe của tuổi Tân Sửu không được tốt cho lắm. Suy nghĩ lo lắng nhiều khiến bạn hay bị căng thẳng, mệt mỏi, mất ăn, mất ngủ. Dù các triệu chứng khó chịu đến từ việc áp lực tinh thần, nhưng bạn cũng chớ nên chủ quan, kéo để kéo dài, rất nguy hại. Tháng này bản mệnh đi đường hay làm gì cũng nên chú ý cẩn thận, vừa để giữ cho sức khỏe tốt, vừa tiết kiệm được một khoản chi cho bệnh viện. Khẩu quyết, cần chú ý cách xử sự và nói năng của mình, kẻo vướng vào điều tiếng thị phi. Quý nhân, Hợi, Tý, tiểu nhân, Mùi, Tuất, màu sắc may mắn, xám, nâu, số may mắn, 4597. Tiếp theo là tháng 7. Tử vi tháng 7 năm 2024 tuổi Tân Sửu âm lịch chỉ ra rằng khi con giáp tuổi này tập trung chăm chỉ, họ có thể đạt được những kết quả đáng mong đợi, vượt xa cả những kỳ vọng ban đầu của mọi người. Vì thế tháng này nên để cho đam mê, tham vọng của mình dẫn lối. Mộ nhập mệnh nên con giáp tuổi Tân Sửu được tự tin thể hiện cá tính của mình mà không sợ bị người khác chỉ trích hay nói xấu. Thời gian này bản mệnh chỉ muốn tập trung cho công việc và không muốn lãng phí thời gian với những câu chuyện tầm phào, không đầu không cuối. Nhờ thế mà bạn tránh được thị phi và kết quả công việc cũng được cải thiện đáng kể. Tử vi cát tinh, trợ lực sự nghiệp đang tăng tiến, tài lộc cũng dồi dào, hỗ trợ rất nhiều cho những ai đang làm chủ. Trong khi đó, người làm công ăn lương không có nhu cầu mua sắm, tiêu dùng quá nhiều nên đang dần tiết kiệm được kha khá tiền bạc. Ngũ hành tương sinh bảo vệ đường gia sự của bản mệnh, tránh xa những nhiễu nhương bên ngoài. Thực tế là thời gian này bạn không có nhiều thời gian để tập trung cho chuyện tình cảm, thế nhưng người thân thấu hiểu và trợ giúp cho bạn rất nhiều. Khẩu quyết, hãy đưa ra nhận định với những vấn đề bạn hiểu sâu sắc. Quý nhân, Thân, Mùi, tiểu nhân, Tỵ, Ngọ, màu sắc may mắn, vàng, hồng, số may mắn, 3575. Tiếp theo là tháng 8. Xem tử vi tháng 8 năm 2024, tuổi Tân Sửu âm lịch, thấy rằng tháng này đem tới khá nhiều may mắn cho người tuổi Sửu. Do được nhiều cát tinh chiếu mệnh, nên bạn làm việc gì cũng nhanh chóng và thuận lợi hơn người khác. Thậm chí bạn còn gặt hái được kết quả tốt hơn dự tính. Tam hợp nâng đỡ, sự nghiệp tiến triển suôn sẻ, khiến bạn luôn cảm thấy hăng hái, nhiệt tình. Bạn phát huy được điểm mạnh của bản thân, lại thêm mối quan hệ xã giao hài hòa, nên việc khó khăn đến mấy cũng có thể hoàn thành đúng kế hoạch. Thậm chí bạn còn có cơ hội thăng tiến trong thời điểm này. Tài lộc cũng có nhiều điểm sáng. Thời điểm này thích hợp để bạn ký kết hợp đồng, mở rộng mối quan hệ với khách hàng, đối tác. Những quyết định đúng đắn sẽ giúp bạn trở thành người dẫn đầu xu thế, kiếm về một khoản bộn tiền. Luôn chân thành quan tâm lo lắng cho nhau. Khẩu quyết, thích hợp mở rộng đầu tư kinh doanh, kiếm tiền về đầy túi. Quý nhân, Hợi, Tý, tiểu nhân, Mùi, Tuất, màu sắc may mắn, xám, nâu, số may mắn, 477. Tiếp theo là tháng 9. Tháng 9 năm 2024 âm lịch đánh dấu những bước tiến ổn định và chắc chắn của người tuổi Sửu. Bạn nên nắm chắc cơ hội để thể hiện bản lĩnh hoặc giành lấy lợi thế sẵn có, xây dựng bàn đạp vững chắc cho tương lai sau này. Trong công việc, mặc dù nguyệt lệnh lâm mộ khiến bạn có đôi chút cứng nhắc, đôi khi tin vào trực giác của bản thân một cách cố chấp, nhưng thiên đức cát tinh sẽ đưa quý nhân tới để chỉ đường dẫn lối, giúp bản mệnh khắc phục điểm yếu của bản thân, lấy lại thế cân bằng và tạo ra những sự bứt phá hoàn toàn mới mẻ. Công việc tiến triển tốt cũng đảm bảo nguồn thu nhập ổn định cho tuổi này. Chính tài vượng, thứ tài vẫn cần phải dựa vào sự nhanh nhạy và khả năng tính toán của bạn mới có cải thiện. Tuy nhiên, chi phí phát sinh nhiều, chú ý tích lũy nhiều hơn. Tháng này bạn có thể đầu tư, nhưng chỉ nên ở quy mô nhỏ, cẩn thận đường đi nước bước. Chuyện gia sự trong tháng, đôi chút gặp khúc mắc. Tâm tính bản mệnh có nhiều biến động do ảnh hưởng của nguyệt lệnh mộ ở Sửu.
bạn có xu hướng đặt công việc lên trên tình cảm, đôi khi hành xử quá khô khan, cộc cằn, khiến chuyện gia sự gặp trở ngại, nhân duyên giảm sút. Tình hình sức khỏe của người tuổi này tương đối tốt, hầu như không bị bệnh tật gì nghiêm trọng. Có thời gian nên chú ý chăm sóc bản thân nhiều hơn, học cách giải tỏa căng thẳng, áp lực như chia sẻ với gia đình, người thân, bạn bè sẽ giúp tinh thần phấn chấn hơn. Khẩu quyết, nên cân bằng thời gian dành cho cuộc sống và công việc. Quý nhân, Tí, Sửu, tiểu nhân, Dậu, Ngọ, màu sắc may mắn, tím, nâu, số may mắn, 35, 73. Tiếp theo là tháng 10. Theo tử vi tháng 10 năm 2024, tuổi Tân Sửu âm lịch, vận khí của con giáp này khó tránh một số thăng trầm, có phát triển nhưng đồng thời cũng sẽ phải đương đầu với không ít khó khăn do hung tinh quấy nhiễu. Nguyệt lệnh lâm quan đới, tạo khí thế bừng bừng, tuổi Tân Sửu có tham vọng và cả sự quyết tâm hoàn thành các kế hoạch công việc mới, với mong muốn gặt hái càng nhiều thành tích càng tốt trước khi năm 2024 chính thức khép lại. Tuy nhiên, khối lượng công việc tăng và áp lực kèm theo là không nhỏ. Bạn chớ vội lo lắng vì kèm theo đó là nhiều cơ hội cho sự nghiệp. Chủ động nắm bắt sẽ giúp bạn thành công dễ dàng hơn. Vận may tài chính không phải không có, nhưng tình hình chung vẫn còn nhiều biến động. Rất có thể trong thời gian này, bạn chưa có được thu nhập xứng đáng với công sức mình bỏ ra. Mặc dù bạn có thể rất sốt ruột, nhưng vạn sự khởi đầu nan, nên kiên nhẫn hơn mới mong nhìn thấy trái ngọt. Tháng này bạn cần chú ý hơn đến việc tiêu dùng và quản lý tài chính, tránh lãng phí để tài vận của bạn trở nên suôn sẻ hơn. Trong chuyện tình cảm, tuổi Sửu gần như không có gì phải lo lắng. Các mối quan hệ êm đềm, nhờ đó bạn có thể yên tâm tập trung vào sự nghiệp cá nhân. Sức khỏe của Sửu trong tháng 10 âm lịch nên được lưu tâm nhiều hơn. Trong những ngày đầu tháng, cơ thể bạn có thể gặp một số vấn đề nhỏ cần được chăm sóc kịp thời. Đồng thời bạn cũng cần chú ý đến chế độ ăn uống và tập luyện, duy trì thói quen sinh hoạt tốt để cơ thể khỏe mạnh hơn. Khẩu quyết: các mối quan hệ êm đềm, có thể yên tâm tập trung vào sự nghiệp cá nhân. Quý nhân: Tí, Tỵ, tiểu nhân: Tuất, Ngọ, màu sắc may mắn: đen, đỏ. Tiếp theo là tháng 11. Theo tử vi tháng 11 năm 2024 tuổi Tân Sửu âm lịch, lục hợp ghé thăm, khuyến khích bản mệnh giải quyết mọi việc bằng sự hài hòa, lưu tâm tới lợi ích của đôi bên, nếu không sẽ có rắc rối xảy ra, cản đường bước tiến của mình. Thực ra rất khó làm hài lòng tất cả mọi người, thế nên bạn chỉ cần nỗ lực hết mình trong khả năng của mình là được. Mệnh có quan đới khiến bạn gặp nhiều trở ngại trong việc nghĩ lớn, luôn cảm thấy sợ hãi, không an toàn. Thực ra bạn là người có khả năng nhưng lại quá tin vào những lời nhận xét của người khác, cuối cùng không dám hành động, chẳng dám làm trái ý của số đông. Bạn cần biết bảo vệ ý kiến của mình trong một số trường hợp, thế nên tránh bị thao túng tâm lý, chỉ dùng ý kiến của mọi người để tham khảo mà thôi. Lời khuyên là bạn cần vượt qua vòng tròn an toàn của mình và trải nghiệm những điều mới mẻ. Hãy đón nhận bất cứ kết quả nào có thể xảy ra, dù là xấu hay tốt, bớt đi sự kỳ vọng, bạn sẽ thực tế hơn. Ngoài ra, trong tháng 11 âm lịch này, tuổi Tân Sửu còn được tiếp thêm động lực để giải quyết các vấn đề tồn đọng trong cuộc sống, từ công việc cho đến cả các mối quan hệ. Bách Việt ghé thăm, dự báo khía cạnh gia sự của bản mệnh trở nên thú vị, sôi động hơn bao giờ hết. Khía cạnh sức khỏe của tuổi Tân Sửu, cho dù đã ổn định hơn tháng trước, nhưng bạn vẫn nên cho mình thời gian nghỉ ngơi hợp lý để cải thiện tình hình sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Khẩu quyết: có người đang ủng hộ lại quay sang đối đầu, khiến bạn thấy hoang mang. Quý nhân: Tí, Tỵ, tiểu nhân: Tuất, Ngọ, màu sắc may mắn: vàng, xanh lá, số may mắn: 52, 69. Tiếp theo là tháng 12. Bước sang tháng 12 năm 2024 âm lịch, vận trình của người tuổi Tân Sửu có thăng có trầm, tuy mức độ không đáng ngại nhưng vẫn không thể chủ quan, kẻo tình hình trở nên gay go hơn. Đặc biệt khi đây là tháng chạp, thời điểm năm hết Tết đến, bạn nên thận trọng hơn để mọi việc được hoàn thành một cách ổn thỏa, yên tâm đón Tết. Sự nghiệp vừa có nguyệt lệnh lâm quan đới hậu thuẫn, lại vừa chịu tác động bất lợi từ hung tinh thái tuế, nên cơ hội để chứng tỏ năng lực không thiếu,
nhưng kèm theo đó cũng là những sự ganh đua, ghen ghét, thị phi từ tiểu nhân hoặc đối thủ. Vì là tháng cuối năm nên cảm giác tất bật sẽ hiện rõ. Bạn có thể sẽ phải làm thêm giờ hoặc mang việc về nhà để giải quyết. Hiệu suất có tốt hay không còn tùy thuộc vào sự tập trung và nỗ lực của bạn tới đâu. Gặp khó khăn cũng đừng vội vã từ bỏ công sức mà bạn bỏ ra, sẽ được đền đáp xứng đáng. Về tiền bạc, người tuổi Tân Sửu trong tháng này tốt nhất nên kiểm soát chi tiêu của mình. Tết nhất có nhiều thứ phải sắm sửa, nhưng đừng quên kinh tế của bạn vẫn cần phải cố gắng nhiều nên chưa thể phung phí ở thời điểm này. Làm ăn hùn hạp nên tìm hiểu kỹ, kẻo bị lừa gạt thời điểm cuối năm. Đây là khoảng thời gian khá bận rộn của Sửu, cũng chính vì lý do đó mà con giáp này không thể kiểm soát được cảm xúc của mình mà cáu giận vô lối, khiến cho mối quan hệ gia sự trở nên lạnh nhạt. Bạn nên cố gắng giữ gìn hòa khí để đón một cái Tết thật ấm cúng. Khẩu quyết: mối quan hệ nguội lạnh, vợ chồng dễ có sự xa cách. Quý nhân: Mão, Hợi; tiểu nhân: Dần, Thân. Màu sắc may mắn: vàng kim, trắng. Số may mắn: 24, 75. Thưa quý vị thân mến, trong tháng luôn có những ngày không may mắn và có thể dễ chiêu về xui xẻo cho con giáp. Nên việc áp dụng phong thủy vào cuộc sống thường ngày sẽ giúp quý vị có thể dễ dàng xua đuổi đi những tà khí xấu và phần nào chiêu gọi may mắn. Trong phần tiếp theo của chương trình, Phong thủy phát tài sẽ hướng dẫn quý vị một số phương pháp thú vị trong phong thủy vận mệnh. Cùng chiêm nghiệm nhé! Từ thuở xa xưa, những nhà hiền triết nổi tiếng của phương Đông đã để lại cho chúng ta rất nhiều câu nói chứa đựng trí tuệ sâu sắc, mà trải qua hàng nghìn năm, giá trị bài học quý giá trong đó vẫn còn nguyên vẹn. 1. Quân tử muốn tu thân, trước tiên phải tu tâm. Áo mũ chỉnh tề, tiến thoái chi lễ, đó là tu thân tại ngoại. Nói năng có lý, có cứ, hành động có chừng có mực, đó là tu thân tại nội, tu tâm đức và khẩu đức. Kết giao với những người có sự tu dưỡng sẽ giống như gió mát thổi qua mặt, như trà xanh thấm họng khô, vừa thoải mái, vừa dễ chịu, vừa để lại dư vị nồng nàn, quyến luyến. Họ sống tín niệm vào bản thân, không cầu xin người khác, càng không vì công danh lợi lộc mà không từ thủ đoạn. Người quân tử như vậy, dù thanh bần nhưng vẫn có thể sống vui, sống tao nhã, tận hưởng niềm lạc thú bình sinh. 2. Đối xử với cha mẹ thế nào, con cháu sẽ trả lại thế nấy. Người xưa thường nói, gia đình như một gốc cây, ông bà là rễ, cha mẹ là cành, con cái là hoa trái. Muốn hoa trái nảy nở thì nhất định phải chăm bón cẩn thận từ gốc rễ. Do đó muốn con cháu được hiếu thảo thì bản thân mọi người phải hiếu thảo với chính cha mẹ của mình. Đó chính là bài học tốt nhất để đời sau noi theo. 3. Người có tài chẳng cần nói nhiều, chỉ có người bất tài mới hay khoe khoang thể hiện. Người khôn ăn nói nửa chừng, để cho kẻ dại nửa mừng nửa lo. Chỉ có kẻ dại dột mới thích nói nhiều để thể hiện bản thân. Họ mạnh mồm thể hiện bản thân tài giỏi, coi thường mọi người xung quanh mà không biết rằng càng khoe khoang thứ gì càng dễ mất đi thứ đó. Ngược lại với người thông minh và bản lĩnh, thay vì giải thích, họ sẽ chứng minh bằng thực tế hành động của mình. Đằng sau sự trầm mặc luôn là một trí tuệ chính chắn và uyên thâm. 4. Thiên hạ khắp nơi là của cải, một phần lao động, một phần cơm. Một người lao động bao nhiêu thì có thể hưởng thụ bấy nhiêu. Nếu chỉ làm một phần việc nhưng đòi ăn 10 phần cơm, ấy là mất cân bằng, nhất định phải luồn cúi, mưu lợi để bù đắp vào phần lao động còn thiếu. Ngược lại, người ngay thẳng thật thà, không đầu cơ trục lợi thì có thể sống ngay thẳng, đúng với lương tâm của mình. Chỉ cần có đủ bản lĩnh thì khắp nơi đều là cơ hội, dựa vào bản thân để hưởng lợi, chứ không cần cầu xin vào bất cứ ai. 5. Không thể cùng con ếch ngồi trong đáy giếng luận bàn về biển cả. Không thể cùng côn trùng mùa hè bàn luận về băng tuyết. Loại côn trùng có sinh mạng ngắn ngủi, sinh ra vào mùa hè thì chẳng bao giờ được trải nghiệm băng tuyết của mùa đông, làm sao có thể tưởng tượng cảm giác lạnh giá. Cũng như con ếch ngồi dưới đáy giếng, sống trong vòng tròn nhỏ hẹp chật chội của mình, thì dù nghe kể bao nhiêu cũng không thể nào hình dung được
sự xinh đẹp của biển lớn. Tương tự như vậy, khi nói đạo lý cho những người có tầm nhìn hạn hẹp thì họ khó có thể học được điều gì thấu đáo. Vậy nên người ta cần phải có một tâm thái rộng mở đối với tri thức. Do đó, với người chưa có cơ hội được cảm nhận, trải nghiệm thì nói nhiều đạo lý đến mấy cũng chỉ như đàn gầy tay trâu. Cần phải dựa vào hoàn cảnh và độ hiểu biết của mỗi người để lựa chọn cách giao tiếp cho phù hợp. 6. Bi ai lớn nhất của đời người là nguội lạnh về tâm tưởng. Nguội lạnh về tâm tưởng là khi ý chí bị mài mòn, tinh thần bị vắt kiệt, tư duy trở nên trống rỗng. Những người sống trong lụi tàn thường khó mà tự phát giác được điều đó. Họ chỉ quen với vòng lặp cuộc sống của bản thân, cũng tự du ngủ trong không gian nhỏ hẹp ấy để thỏa mãn nhu cầu ổn định của mình. Đó cũng chính là lúc họ đánh mất cơ hội để tiếp nhận những tiến bộ vượt bậc đang diễn ra mỗi ngày bên ngoài thế giới của bản thân. 7. Nước không đủ thì không đẩy được chiếc thuyền lớn, gió không đủ thì không giang nổi đôi cánh to. Thuyền lớn muốn vượt sóng ngàn khơi phải dựa vào sức nước. Tương tự như vậy, loài chim muốn sải cánh giữa trời phải dựa vào sức gió. Không có sức mạnh tương trợ, con người khó có thể làm nên nghiệp lớn nếu chỉ dựa vào sức của một người. Đó cũng là lý do mà người thành công đúc rút ra bài học. Muốn đi nhanh, hãy đi một mình. Muốn đi xa, hãy đi cùng đồng đội. Sức mạnh của tập thể luôn được vận dụng theo quy tắc 1 cộng 1 lớn hơn 2. Quý vị thân mến, video xin được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình hấp dẫn và bổ ích sau trên kênh Phong Thủy Phát Tài. Chúng tôi luôn có mặt ở đây và đồng hành bên cạnh quý vị, chữa lành những tổn thương và vạch ra một tương lai tươi sáng.